Tôi là ông Hoàng Phu Trần Eo, nắm chùm mọi dòng là Phu Trần 125. Tới bây giờ cộng xin bơm xăng hãng 300 mấy chục ngàn, không biết luôn, nhục quá nhục, hai nhục em á. Vì coi con ở trên YouTube suốt à. Bây giờ là vì qua cho con làm. Nó lên ga nó bị róc cái gì á. Đó, rồi vì chạy số 4 nó chạy không có nổi. Bây giờ con làm cho gì? Cái đó là cảm ơn tình cảm của bà con dành cho tay. Nhưng mà nó phải qua bướng thì em biết không, báo giá. Để con báo giá cho gì, con chạy thử cái đã, con mượn xe con chạy thử. Đó, chạy thử xong cái báo giá nó làm đi. Vậy là làm thôi các bạn. Xong gì mới hỏi là mấy cái này có sơn gì được không? Dạ sơn. Sơn thì được rồi đó, mà con sợ tốn tiền. Tại nguyên cái xe này á, từ thùng xăng này, từ nắp nồi là người ta lấy chai sơn xịt đó, người ta xịt lên các bạn, chứ không phải là người ta sơn. Cho nên nó cũng gớm lắm, cho nên mình không dám nhận. Đó, thì nói vậy thơ làm máy thôi. Rồi, làm máy á, thì cái xe này là xe phun xăng FI. Thì các bạn nên là vệ sinh thêm phòng xăng kim phun nè. Và các bạn coi lọc xăng. Ở dưới cái miếng nhựa đen này nè của xe Phu Trần Eo á, nó sẽ có một cái lọc xăng dưới đây. Các bạn phải là kiểm tra đầu đó giờ mình có thay cái lọc xăng chưa. Đó, và mình đo áp bơm xăng rồi luôn. Rồi, vậy giờ mình tiến hành mình chẻ máy ra cho bà cô. Cảm ơn các bạn nhiều. Ví dụ á, cái máy mà theo xe thì mình đi 10 năm, mười mấy năm nó cũng cũ, nó cũng nát. Nhưng mà nó không nguy hiểm bằng một cái máy người ta đã làm. Ví dụ trường hợp xe này nè các bạn. Thì mời camera vô đây. Xe này là người ta đi tay dân mà. Lô quá lô luôn. Đó các bạn coi nè. Đầu tiên giờ phần cái dân nha. Là dân này lô quá lô luôn là một. Và giờ quan trọng là phải đi kiểm tra thử cái dân này có xài được hay không nữa. Bị ở đây là một nè. Bắt đầu cháy một đầu răng ở đây là hai nè. Rồi, lốp xe nhớt xe này á, lên đường luôn. Lốp xe nhớt xe này là hư tuôn răng ốc xe nhớt. Đó, thì bây giờ là chỉ có đi đắp hẹn này thôi. Bởi vì lốp xe nhớt của xe Phu Trần Eo là hết sản xuất lâu rồi. Đó, cố một số công nè. Rồi, nồi đang đi bố dán. Các bạn coi đầu bò nè. Và quan trọng là cái xe này á, người ta mới dọn nha các bạn, mà người ta rửa quá chất, người ta bắn két, ta làm gì đó, các bạn thấy là nó cháy đen thui á, từ nè cái màu lốc nè các bạn coi nè, là nó bị móc, nó cháy á các bạn, cháy axit á đó, hư luôn cặp lốc luôn. Rồi tiếp nè, giờ vô lòng xe này là không có còn gì, lòng ở đây là đi bít tông sai nè, vớt lõm nè. Ở đây là 53,5 luôn rồi. Là lên tới có 4 luôn rồi nha các bạn. Là phải thay cái lòng khác rồi. Số nè, mòn cốt nè. Đây là lý do tại sao anh em hay nói tại sao mà cứ làm máy là thay bộ số cho người ta. Nếu các bạn không thay là các bạn sẽ bị tình trạng này nè. Bộ số này lát cục dây rút hai đầu để trả lại khách nha. Rồi cam cò. Bây giờ là ở đây là sẽ kiểm tra cho chị. Đó, cam cò. Lá bố lá sắt đồ hư hết, xe này hư lá sắt luôn. Thì bây giờ là em phải xử lý kỹ phần lốc, dên, ốc, máy cho xe Phu Trần Eo này. Đó là những cái phần quan trọng nhất cho cái cặp bụng. Rồi khi các bạn ráp lên có bất cứ trục trặc gì các bạn không cần phải chạy máy ra. Đầu, nồi, sân cam mình sẽ chủ động rất là dễ. Cặp bụng là gì? Thì cặp bụng, cặp lốc là cái này nè, là hai miếng này. Cặp bụng là những cái nằm ở trong đây. Nằm trong đây là gì? Dên, số, bạc đạn và những cái vị trí ốc nằm trên đây. Rồi, thì bây giờ đây là cái lốc nè. Thì các bạn sẽ coi lại nè. Em không có đóng sơ mi luôn. Ở đây là em đắp hàng nhôm lại hết từ đầu. Đó. Em đắp bít nhôm lại luôn. Là nó sẽ đẹp hơn là đóng sơ mi lại luôn nha các bạn. Và nó chả giờ là như zin nó trong là không bị gì hết. Mình xử lý, cái này kêu là xử lý nhôm rồi lại hết cho người ta. Ốc xe nhớt ở đây là lốc này là không còn sản xuất nữa, cho nên là em sẽ không thay. Giật về em trai ạ. Rồi á, em sẽ lấy hai con ốc hãng, một con ốc và một cái lông đền hãng. Em gắn vào đây. Đó. Là mình kêu là làm lại, cứu lại cái lốc này. Nếu mà lốc mới có là em cũng thay nha, chứ đừng có nói không thay, thay là ngon nhất. Đó.
khi mà làm vậy á, cái tỷ lệ mà nó thất bại nó vẫn có, ví dụ tỷ lệ thành công là nó 95% đi, nhưng mà 5% thất bại em gặp rồi, nó vẫn xì nhớt nha các bạn. Đó thì bây giờ là ở đây là mình làm là mình cứu lại thôi, đó là một nè. Rồi còn bây giờ cái bên đây thì ở trong đây á, là nó sẽ có là số em sẽ thay một bộ số mới cho chủ xe. Số trên xe này á, rất là mòn. Nè các bạn coi nè, số trên này rất là mòn, cốt nhông số trên này nó mòn hết nửa cái luôn các bạn. Cố bên này nè, đó thì như vậy nè, các bạn thử so sánh đi. Thì để mà xe mình nó bền được á, em luôn thay số là như vậy đó, để cho xe mình nó bền hơn. Rồi xong giờ phần dên á thì em kiểm tra lại hết, em trả về lại tay dên zin đó, em trả về lại tay dên zin luôn ha. Rồi ở đây là bạc đạn dên nè, em xài là đúng bạc đạn của nó luôn, là 63 xẹt 22 của Nhật đó. Và nó sẽ có một bên là sơ ba nha, và một bên là không sơ ba, bên nội là sơ ba nè, là bên lóc nặng nè, đó là sơ ba, và bên lửa là không sơ ba. Còn xe Fusionel nó sẽ có một cái món mắc tiền Fusionel FI nha, là ở này là báo tốc độ đó, thì cái này là nó bị gãy. Ở đây các bạn nào mà chưa bị gãy á, hoặc là các bạn có mở máy người ta ra bảo dưỡng cho người ta, các bạn nên đổ một miếng keo AB vào đây để mà nó giữ lại được. Cái miếng này á, cục này nè rất là mắc tiền. Cục này nằm đâu? Cục này nằm ở đây nè. Anh em Fusionel đồ á, hay lên LGT lại lên FI là hay lên này nè. Đó. Rất là mắc nha. Cho nên là mình giữ kỹ cho người ta một chút. Ở đây là 3 giây thì gãy đứt hết 2 giây rồi. Rồi là giờ xong phần lốc. Qua phần lòng á thì em sẽ thay lại là nguyên cái lòng ấy tăng đa luôn, là em sẽ mua một cái lòng mới. Đó, em mua là lòng mới nè các bạn, bạc nè, bê tông nè, chính hãng Honda Thái Lan mình hết. Đó, để em thay vô. Có nhiều người á thì sẽ là bắt bẻ là KTM hay là KBH đó, nhưng mà riêng em thì em không quan trọng KTM hay KBH đâu các bạn, em quan trọng nó là đúng của Fusionel, lưng bích tông á dài là lụm, cái đó mới là kêu là đáp đúng bích tông nha. Khoảng cách từ đây tới đây là dài là của thằng neo mình, còn khoảng cách từ đây tới đây ngắn á, chứ bích tông ngắn hơn á, là của Fusionel đó. Rồi lòng trái bạc và áp bích tông là ở đó phần lòng. Còn phần đầu á thì mình sẽ để xài lại, mình rửa sạch sẽ hết, mình thay hai suất bắp CNC đó, mình thay ốc tán chỉnh cò. Và trên xe Fuchsia này nó có những cái gì mát, à mình nói với bạn luôn, nó có cặp cò mát, cây cam mát. Bây giờ trên xe này là mình thay cặp cò mới, do mặt đạn này nè nó rơ quá rồi không còn giữ lại được, cho nên là mình thay cặp cò mới là một nè. Mình thay hai cái ắc cò mới cho chủ xe. Ắc cò trên xe nó bị khuyết nha các bạn. Khuyết ắc cò là sao nè các bạn coi nè, các bạn nên kiểm cái này. Đây là cái ắc cò nó bị khuyết, bên này nó không khuyết nè, bên này nó khuyết nè, thì mình nên thay cái này. Những cái ắc cò này thì nó lại rẻ tiền, nó không bao nhiêu hết, mình thay cho người ta để ngon hơn. Rồi giờ phần mặt đạn máy, em sẽ thay mặt đạn NTN. Cốt á, đây là cốt đạp, em sẽ thay một cây cốt đạp mới trên xe là té cong luôn. Rồi cái này là Ford, toàn bộ Ford hãng á là em sẽ thay lại hết. Lượt nhớt nữa, lượt nhớt rất quan trọng nha, trên xe mình có lượt nhớt nha các bạn đó. Và cặp con sùng, cặp sùng trên xe này á là nó hư cái con này nè, nó chém vô cái lòng á, nó chém vô cái lốc á nè, khuyết cái lốc luôn đó, ngay đây nó chém vô vậy nè, cho nên là kêu là thay cặp con sùng đó. Rồi sùng em sử dụng là chính hãng Honda Thái Lan luôn, KBH. Con sùng mới á, nó dẻo nha các bạn coi nè, nó bung được nha, à nó tưng luôn, nó không phải là nhựa cứng chết đâu, nó vẫn có một cái độ tưng, độ đàn hồi của nó. Rồi đây là cặp con sùng hãng là sẽ thay lại cho chị. Rồi về phần nồi á là em cũng sẽ như những cái xe khác, thì em sẽ đều làm á là lá bố Thái, chính hãng Honda Thái Lan mình. Đây lá bố,
ba càng dài. Thì khi cái này á, có giữ lại đồ gì của chị không? Có nha. Cái đế này nè, kêu là đế ba càng là của chị nè. Cái này là nhông nè, là cũ là của chị nè. Đó. Mình nhiệm vụ mình là mình thay bố ba càng dài, chuông mới cho chủ xe và một cái chuồng heo, kết hợp thêm ba cái lò xo nồi nặng nữa. Thì VIP nha. Mẹ cũng hơi lớn tuổi rồi, mẹ cũng khoảng cỡ năm mấy á, mà giờ vẫn đi làm, vẫn nuôi hai đứa con, đúng VIP luôn. Rất là hay, cảm ơn các bạn nhiều. Phu và neo. Cái xe này á, thật sự là nó rất là tả nha. Các bạn coi đây là cái phần bơm xăng nè, hậu. Cái bơm xăng này á, là các bạn thấy nè, ở trong thùng xăng nè, là cặn ba vớ không. Rất là nhiều. Rồi là một lọc xăng này rất là dơ nè, thì bây giờ em sẽ thay lọc xăng cho chủ xe. Coi xăng chủ xe nè các bạn, cộng sinh á thì nó mòn thẳng luôn. Coi xăng thì nó bể, nó bể vậy nè. Thì bây giờ em sẽ kiếm coi xăng theo xe em mua. Các bạn biết cái cộng sinh này á bao nhiêu tiền không? Có thể là nhiều người mà làm cũng chưa biết cộng sinh này luôn á, mà cộng sinh này hiện tại nó đang hư nha. Bạn Hậu đang vệ sinh lại thùng xăng. Đó, ở trong xét rất là nhiều vậy các bạn. Mình hút hết xăng ra luôn. Mình vệ sinh lại. Người trước á, người ta không có sạch đó. Bây giờ mình vệ sinh đồ lại. Vệ sinh thùng xăng này nhiều kiểu lắm các bạn. Các bạn lấy ra ngoài vệ sinh cũng được, để xe làm cũng được. Tùy vô trường hợp mỗi xe ha. Đó là ông Hoàng Phu Trần Eo, nắm chùm mọi dòng Phu Trần 125. Tới bây giờ cộng sinh bơm xăng hãng 300 mấy chục ngàn. Không biết luôn, nhục quá nhục. Ai nhục em á. Tới đây, cộng sinh nằm đây nè các bạn. Đó giờ ở Phu Neo ít thư lắm. Em làm rồi tới giờ cũng phải hơn 10 năm rồi, 11, 12 năm em chưa biết cộng sinh này nó mắc nha. Mà đây là đầu tiên cộng sinh ở trên xe này nó hư á. Mấy xe khác em giữ lại em xài cho khách không, chưa bao giờ thay. Là xin hãng đó nha, em đang nói đồ hãng á. Còn đồ lô của các bạn thì em không biết rồi. Xe này làm gì? Cổ phụ kiện ba trước nè. Xe này ai dọn tặng chị á thì nói chung dọn kiểu chấp giá các bạn. Cái dép nó khó chịu lắm, cho nên là em làm lại cổ phụ kiện ba cho chị nè. Em thay lọc xăng nè, em thay co xăng bị bể nè. Đó, và giờ các bạn ngồi tiếng máy nè. Êm ái nhẹ nhàng thôi, thì thầm mùa xuân xe này phải rút lốc này luôn các bạn, bởi bữa hai bên lốc nó quá nhẹ luôn, không rút không được. Rồi làm thêm gì nữa Hậu? Thay dây ga rồi gì nữa? Vệ sinh ông xăng kim phun đồ coi anh đứng à, giống chủ tịch gớm không? Ok, đẹp trai đó. Vậy là nếu mà anh em á cần bất cứ gì về mọi dòng xe thì em cũng sẽ đều làm được hết, nhưng mà cái nhiệm vụ của em là phải báo giá trước khi các bạn qua. Em báo khi các bạn qua là em cũng báo, và trong quá trình em mở ra em kiểm tra cho khách hàng của mình đó, cái xe các bạn đang bị gì em cũng phải báo cho các bạn, để mà các bạn biết à có nên làm nó hay là không.